Hello and what's good? Welcome back to my channel and it's your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn. Yeah, baby, that's right. Thì hiện tại là mới có 8 giờ sáng thôi. Tôi vừa mới ngủ dậy. Hiện tại là ngày 1 tháng 5, cũng nghỉ lễ. Anh em đây cũng nghỉ lễ. Thì tôi có nhận được một cái email cũng như là một vài tin nhắn kêu là tôi làm một cái reaction cho một cái bài hát mà ở đây tên những cái nghệ sĩ trong cái bài hát này nó khá là lạ với tôi. Thì tôi nghĩ đây là những cái bạn nghệ sĩ trẻ. Thì vì có rất nhiều bạn kêu tôi làm yêu cầu tôi làm cái reaction cho cái bài hát này rồi, thì tôi nghĩ là tôi không có thể nào mà gọi là phụ lòng các bạn được. Thì ở đây chúng ta có bài hát tên là Gas và người hát tên là, tôi chưa biết đọc tên đúng là Vân Sôi hay gì đó, nên nếu mà tôi có đọc sai thì rất mong các bạn nghệ sĩ thông cảm ha. John Stoney và Knock. Ok, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi thì hãy đừng quên bấm like cho cái reaction video này để cho nhiều người có thể biết đến cái reaction của tôi hơn, và để lại một nút subscribe cho cái channel này nhé. Ok, mới sáng sớm tôi còn buồn ngủ quá. Thì không có thời gian các bạn nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Let's go baby. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì always stay hydrated guys. Sáng sớm phải uống nước, lúc nào cũng phải uống nước, trước khi ngủ cũng phải uống nước, ngủ dậy cũng phải uống nước. Hãy luôn luôn nhớ cái việc mà uống nước nha, tại vì uống nước sẽ luôn tốt cho sức khỏe của mọi người. Ok, và tôi sẽ luôn luôn support những cái nghệ sĩ trẻ nếu mà cái những cái sản phẩm của nó có chất lượng. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, coi bài hát này nó có cái gì. Đây là lần đầu tiên tôi nghe bài hát này luôn. Let's go vì anh em nhé. Let's go. This is for so dumb. What? But. What? Fuck a bitch for the night. Oh! You take a micro, took over the bike, goes out of the fight. Oh! You could have a pop a wave. Oh! To be the humble, right? But I yell, but I'm cold to the trend of a tail, you forget I got some design. Oh! I'm gonna go on the deal. Cause I'm gonna become the hell. I'm gonna get more of a nigga to look out, to the for that popping pills. Never have a pop a wave. Don't be the humble, right? But they know what I'm cold to the dark of a tail. You forgot got sound to say. Okay, Hey, hey. You do to the chai tao. They don't have a save, I got something to do. But my yellow moon, I'm so bummed. Đã không phải chứng minh mình sai. Còn có những mục tiêu ta vẫn ra phía trước. Và không đã nói chạy đi phải đáng nhau. Ok, drop the beat. Tụi baby phải xuống tay lên cái lê. Tụi baby phải xuống tay lên cái lê. Mà đừng nghe tao bao giờ đừng mong spray. Mà những thứ ta vẫn đang ngay bây giờ. Để dù rắn ta đừng có tao quên màu. Tại con số của tao ở trong cái ngày. Mấy ông biết ông Thành Phạm không? Ông YouTuber Thành Phạm mà kiểu hay có mấy content kể chuyện lịch sử đâu không? Nhìn ông này y chang luôn, thề y chang luôn, không khác em luôn. Giống Thành Phạm vai. Cái gì vậy? Thế thì tôi sẽ để một cái hình ở đây nha. Cái ông Thành Phạm á, mấy ông biết mà đúng không? What the fuck, I'm tripping. Thì dù rắn ta đưa cơ tao quên màu. Tại số của tao ở trong cơn gàng. Tôi phải đưa rip trên lầu. Tao đi đường tôi đi trả flow. Nhưng nó là chuyện như là có thương. Nói tôi bình sáng nên tôi đấu sâu. Nói tôi bình sáng nên tôi đấu sâu. Nói mấy thằng phát cái miệng đi. Muốn nó như tao mình bị nghi. Nhớ lên tôi tới được phần đi. Họ đi gang tụi tao anh đồng cháy lấy cái show này. Tôi chỉ lo bị tao xong rồi đi. Để quên tao mới tới mày. Ai có đâm bay cái này không? Tao có đâm xây. Không đâm bay tao không đâm Lâu kia mẹ như là bói đi chèn. Không tôi sẽ cho bàn tiệc. Tao đang đề gì để không có đần. Nghiêm túc khi tao làm việc. Bán linh hồn chỉ vì kế sinh tồn. Giờ tao không chỉ nói tao làm thiệt. Tao đang cố gắng là vì tiền. Nếu mà tôi sẽ đừng làm phiền. Fuck a bitch for the night. Did you take a micro, took away the mic, goes out of the game to a fight. They could have a pop a wave. To be the humble, right?
Shout out your editor, let's go. Hey, yeah, lấy trên những ghế tao xem phì, lối sống với ta heo thì để quen mấy thằng nẻo tao xì. Hiền gan trước con phố, khí phách trong người tao kiên cố. No time for fuck đi xô, bao nhiêu tiền tụi mày ghi vô, bao nhiêu tiền tụi mày ghi vô, chén miệng gọi là free flow. Anh em cần kẻ mới đi vô, cái đẹp lắc bóng trên limo. Hey, Don't be the humble, right? But I yell when I'm cold, don't judge if I tell you, forget what's on the side. The fight is gonna go on the tail, cause I'm gonna become the hell. But boy, you get bored for nigga, just look out, do that for that popping pills. Never, never pop a wife. Don't be the humble, right? But I yell when I'm cold, don't judge if I tell you, forget what's on the side. Okay. Okay. Let's go. Okay. Ok, trước tiên thì phải là shout out cho ai edit cái MV này, cái video này, một, cho cái sản phẩm này. Cái phần edit, cái nói chung là những cái transition nó rất là smooth trong cái MV này luôn và nó rất là tay. Thì và cái thứ hai tôi muốn nói đó là cái bạn Vân Sôi hả? Ok, ông Vân Sôi nè. Ông mà giống Thành Phạm đúng không? Là tên Vân Sôi đúng không? Ok. Thì có một cái gọi là cái điệp khúc rất là vô ha. Và chỉ tiếc một cái là như thế này, là tôi cái này tôi góp ý thôi nha. Thì tôi nghĩ cái sản phẩm này nên để cái phần CC, cái phần lyric hoặc là cái phần sub vào để cho người nghe có thể biết là mình rap cái gì. Cái này tôi nói thật ha. Tại vì trong cái phần rap của mình nó có một vài đoạn nó rất là khó nghe. Và để có thêm nhiều người biết đến mình hơn và họ chú ý đến mình hơn thì tôi nghĩ là phải có để thêm phần lyric. Để họ, đối với những người khó tính á, thì họ sẽ hiểu hơn mình đang rap cái gì. Thì yeah, thì đó là cái góp ý của tôi thôi. Thì đối với tôi thì cái phần điệp khúc của cái bài này rất là mượt ha, thật sự rất là mượt luôn á. Ngoài ra thì tôi nghĩ đây là những cái bạn rapper trẻ thì rất là tiềm năng. Nếu mà chơi cái dòng crew này thì nếu mà cứ giữ cái năng lượng như thế này thì tôi nghĩ là sẽ rất là ok. Và tôi nghĩ là ở đây sẽ có rất là nhiều người chưa biết đến sản phẩm này thì ok, thì đây là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ là các bạn nên check qua, xem qua và nghe qua thử một lần để coi là đánh giá của cái bài hát này như thế nào, ok. Và đó là cái reaction của tôi cho sản phẩm này. Và cảm ơn những cái bạn nào mà đã gửi tôi cái yêu cầu làm cái reaction cho cái bài hát này ở trên tin nhắn và kể cả ở trên email. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại đang là dịp lễ ở Việt Nam nên là tôi chúc mọi người có một cái dịp lễ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và ok, không có thời gian các bạn nữa, bây giờ chắc là hết reaction rồi. Nhưng mà khi always stay hydrated guys, hãy nhớ uống nước nha. Và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Peace. Nằm mau. Nhớ like cái video này nhé. Nhớ check qua địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram. Ok, tạm biệt.